可不是少女该做的事哦。Chào mừng anh em quay trở lại với tên OMG3QS61. Và mình là Minh Anh. Dạ vâng, hôm nay lại tiếp tục với tựa game tên OMG3Q. Và cũng là tiếp tục cái chuỗi series mình đi review kim tướng anh em nha. Thì lâu lắm rồi hôm nay mình mới lại quay lại cái chuỗi series mình đi review kim tướng em ạ. Và nhân vật chính hôm nay mình đi review là con Kim Khương. À xin lỗi anh em, con Kim Trương Phi anh em nha. Thì dạo thời gian gần đây thì cũng có nhiều anh em bảo là bài để khắc chế Cam Ninh. Rồi thì cũng có nhiều anh em bảo là đi review con Trương Phi, mã siêu các kiểu anh em ơi. Thế nhưng mà mình thấy dạo này thì các top thì mình không thấy, mình không dám nhắc đến. Thế nhưng mà anh em nông dân hay là anh em mà chơi tèn tèn thì thấy chơi Trương Phi nhiều anh em ạ, chứ mã siêu thì ít chơi. Thế thì hôm nay mình đã đi review con đấy luôn anh em ơi. Hiện tại mình đang còn ở server S67 Vu Cấm. Và trên tay mình đang có VIP 9 STTPD. Cũng không biết nghĩa nó là gì luôn anh em ạ. Là lực chiến là 170 triệu lực chiến tổng. Top lực chiến là top 6 nha anh em nha. Top cấp là top 4 này. Đó, nói chung là cũng khá là ok. Cũng trong top 10. Đó thì anh em cùng mình đi vào sâu qua đội hình, cũng như là đi chuyên sâu bộ kỹ năng thần binh của con Khương Duy, à quên, sorry anh em, của con Trương Vi anh em nha. Đó, cứ liệu anh em ạ, cứ bị liệu á. Ok, nói chung là đội hình thì cũng khá là ok. VIP 9 main, VIP 8 này, thần binh 2 sao. Đạt lực chiến là 21 triệu. Triệu Vân 5 sao anh em ơi. Chưa có tăng được lên 6 sao nữa. Đang xài xét đam phẩm 30 anh em ạ. Trang sức lên kim, có một món vũ khí lên kim rồi nè. Đạt lực chiến là 30 triệu, đột phá 2.5. Cẩm nang thì cũng không có gì nhiều anh em ạ. Một cái là tăng sát thương, một cái là HP 1 sao rồi. Tiếp theo là con bảng thống anh em ơi, bảng thống 11 sao tướng, thần binh 8 sao, rèn bậc 11, hạng 3 server anh em ạ, tăng kim được 1 phát rồi. Đang xài xét phòng thủ phẩm 30, có cây vũ khí lên kim anh em ạ. Đấy nhá, cái này phải cho con Triệu Vân xài mới đúng nha anh em ơi. Trang sức lên kim nè, đạt lực chiến là 36 triệu 7, đột phá 1.5 anh em ạ, khá là ok. Tiếp theo là con Hoàng Nguyệt Anh anh em ơi. Hoàng Nguyệt Anh cũng 11 sao tướng rồi. Lực chiến là 30 triệu. Thần binh 8 sao. Rèn bậc 9 anh em ạ. Tăng kim được 1 chấm rồi. Cũng khá là ok. Với 3 món trang bị phẩm 30. Có một cây vũ khí lên kim. Trang sức lên kim, trang sức 30. Đó cũng khá là ok. Tăng kim được 1 chấm rồi. Tiếp theo là con Lưu Bị, chủ công của nước Thục anh em ạ. Danh hiệu Khoan Hậu Nhân Nghĩa cũng khá là đẹp anh em ơi. Dòng bay phượng múa các kiểu luôn anh em ạ. Lưu Hoàng Thúc á. Nó hạng 3 server luôn. Đột phá kim được 13%. Lực chiến là 23 triệu 9. Đột phá kim tướng chưa có đột phá luôn. Bồi dưỡng chưa bồi dưỡng luôn. Đang xài xét phòng thủ phẩm 25 anh em ạ. Tiếp theo là cái nhân vật chính này mình đi review anh em nha. Con Kim Trương Phi. Đó. Con Kim Trương Phi này á, thì nếu mà theo mình á, thì trang bị nếu mà để mà nâng thủ á, chủ yếu để thủ á, thì anh em nâng cái giày hoặc là cái mũ hoặc là cái áo trước nha anh em nha. Còn cái đao á, thì để lấy được chiến hoặc là tăng đam anh em ạ, cũng không có gì nhiều. Ok, Trương Phi 9 sao tướng, 26 triệu 9 lực chiến, hạng 2 server. Thần binh 6 sao, khá là ok. Phòng thủ 2 triệu 4, HP 50 triệu, tấn công 5 triệu 7. Có một món vũ khí lên kim, trang bị phẩm 25 lên kim anh em ạ. Cẩm nang thì cũng không có gì nhiều, một cái giảm sát thương với lại một cái vật công pháp công cũng khá là ok. Trang sức cộng 6, phẩm 22. Ok, anh em cùng mình đi vào bộ kỹ năng anh em nha. Kỹ năng thì đầu tiên là kỹ năng Mantic level 3. Ném mục tiêu về phía sau, gây 240% sát thương. Khi mục tiêu rơi xuống, gây cho xung quanh 84% sát thương vật công, đồng thời làm choáng mục tiêu xung quanh, duy trì 3 giây. Cái này gắt đây anh em ạ. Phi là tuyệt vời luôn. Sát thương không có nhiều anh em ạ. Thế nhưng mà với khả năng tạo CC diện rộng thì cũng khá là, công nhận là cái kỹ năng đầu tiên đã thấy CC của nó khủng anh em ạ. Làm choáng mục tiêu xung quanh nữa này, duy trì 3 giây các kiểu anh em ạ. Tiếp theo là kỹ năng Bão Hoa level 3. Khống chế có lợi, khiêu khích mục tiêu xung quanh 4 giây, gây 176% sát thương vật công, miễn sát thương phải chịu của bản thân tăng 50%. Á đủ.
Trương Phi thi triển đánh thường hoặc kỹ năng, miễn sát thương tăng 5%, sát thương tăng 8%, được cộng dồn 5 tầng. À đủ. Cái này nó vừa tăng miễn sát thương bản thân 50%, mỗi lần thi triển đánh thường hoặc kỹ năng nó lại miễn sát thương tăng 5%, sát thương tăng 8%, á đủ. Cộng dồn 5 tầng, 55 25, 58 40. Ui ui ui. Khủng này anh em ơi, khủng 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 á. Lên 10 sao thì thời gian khiêu khích tăng 5 giây. Ui. Khiêu khích này thì là chỉ làm cho mục tiêu đánh thường thôi và không để hồi nộ. Cũng khá là ok anh em ạ. Kỹ năng thứ hai nó cũng có CC này. Tiếp theo là kỹ năng huyết chiến level 4 anh em ơi. Huyết chiến gây cho mục tiêu 782% sát thương vật công, giảm ôi à 400 điểm nộ anh em ạ. Ui ôi, giảm một cái nửa cây nộ luôn. Khi bản thân chịu sát thương hồi 40 nộ khí, giãn cách kích hoạt 1 giây đầu trận, Trương Phi tăng và pháp phòng, tăng vật phòng và pháp phòng à 300% vật phòng bản thân. Trương Phi cứ chịu một lần sát thương hiệu quả giảm 15%. À đủ. Gắt ta nhờ. Giảm 400 điểm nộ á đủ luôn á. Tiếp theo là kỹ năng tuyệt kỹ anh em ơi, Nhất Phu Đương Quan. Biến thân nhận hiệu quả bá thể, duy trì 12 giây, gây cho mục tiêu hàng trước 347% sát thương vật công, đòn kết liễu hạ gục hồi HP bằng 600% vật công Trương Phi. Cũng là khi mà nó giết được địch ở trong cái trạng thái này, nó sẽ là hồi máu anh em ạ. Hồi 600% vật công HP, khá là gắt. Tăng phạm vi đánh thường kèm giảm 200 điểm nộ. 10 giây đầu khi biến thân, Trương Phi không thể hồi nộ khí. Khi kết thúc hồi cho Trương Phi 600 nộ khí. Trong thời gian duy trì Nhất Phu Đương Quan, cái gì đây? Trong thời gian duy trì Nhất Phu Đương Quan, bản thân được bá thể vĩnh viễn à? Hay cái gì ấy, anh em ơi, mình cũng không biết luôn. Sau khi biến thân đánh thường giảm nộ tăng đến 200 điểm. À đủ. Cái kỹ năng này tăng 4, giảm 400 này. Kỹ năng trên này lại giảm 200, á đồ luôn. Thế thì có mà giảm hết nộ luôn anh em ạ. Kỹ năng nào của nó cũng có CC luôn anh em ơi, thề luôn. Kỹ năng đầu tiên thì là làm choáng diện rộng này, kỹ năng thứ hai là khiêu khích này, kỹ năng thứ ba là giảm nộ khí này, kỹ năng thứ tư ulti nên cũng nhận hiệu quả bá thể với là giảm nộ khí anh em ạ. Ôi ôi, con này thì rồi rồi lượm ơi luôn, Cam Ninh phải gọi bằng bà nội luôn anh. Ông cố luôn anh em ạ. Tiếp theo là kỹ năng thần binh anh em ơi. Thần binh 6 sao, kỹ năng cuối cùng. Khi mà kích hoạt bão hoa kèm thêm hiệu quả giảm 200 nộ khí, hiệu quả khiêu khích hai hiệu quả khiêu khích của 2 giây hiệu quả sợ hãi và làm giảm 175 nộ khí. Võ tướng bị sợ hãi sẽ di chuyển về hướng xuất trận của phe ta, cứ trúng một kẻ địch hồi thêm cho Trương Phi 100 nộ khí. Ui. Hèn gì lúc mà cứ thỉnh thoảng lại có cái hiệu ứng kiểu như là con Can Ninh nó cứ chạy về cuối map anh em ạ, giảm nộ khí liên tọi luôn, hết sạch nộ luôn, nhấp nhổm liên tục luôn, không làm gì được anh em ạ. Thì cũng đúng thôi anh em ơi, con này nó trâu đã trâu nó lại còn ấy nữa, con này thì thuần tanh anh em ạ. Thôi không lan man nữa, máu anh em ạ. Đọc tên, đọc cái skin đấy khoái anh em ơi, khoái khoái, chạy nước miếng, chạy nước miếng. Ok thì anh em cùng mình đi vào BK thử luôn anh em nha. Để xem là đề lực chiến top 6 thì đánh với ông top 5 phát nha. Ông top 5 thì ông top 5 chơi Trương Lưu 6 sao cơ, không chắc đã ăn được. Các tướng nghe lệnh. Bên quân đoàn. Đây, BK thử với ông này phát đi. Thử cho anh em nha. Nói chung là cũng không biết có ăn được hay không. Để mình cho cái góc nhìn nó cao cao một tí nha. Ok. Bất động như sơn. Mình kia giải miên tanh anh em ạ. Ôi, chết luôn. Ủa. Tự nó trâu lắm mà anh em ơi. Anh em có tự nó trâu lắm mà anh em ơi. Chưa có làm được cái gì đã chết rồi. Bị ca thử với ông top 5 phát nha. Hay là tại mình xếp tem ngu ta. Đó, ok. Đó, chết men rồi. Đó, hoảng sợ đi, chạy đi, chạy đi. Ủa, sao không có hiệu ứng hoảng sợ ta? Đó, anh em thấy hoảng sợ không? Chạy về cuối map kìa. Chạy về cuối map là xong rồi. Chạy về cuối map là xong anh em ạ. Chạy về cuối map là xong rồi, coi như là xong rồi. Anh em nhìn nó lại hoảng sợ tiếp này. Ui ui, hất tung, ui.
Em này hết tung trắng các kiểu luôn anh em ạ. Đức thiên cổ, lòng thiếu cửu thiên. Đâu rồi? Hoảng sợ nó anh em thấy không? Ồ, gắt phết nhờ. Lòng thiếu cửu thiên. Gắt phết nhờ anh em nhờ. 170 chịu sát thương 19% anh em ạ. Nhưng mà có hiệu ứng hoảng sợ công nhận là cũng phê đấy anh em ơi. IBK với mấy cái ông Đông Ngô thủ anh em nha. Để xem là trong ấy xem nào. 221 á đủ luôn. 148 này. Tranh mất 12 triệu được chiến này. 22 triệu và đúng 22 triệu thử xem nha anh em nha. Thử xem như thế nào. Bên kia chơi cả Cam Ninh cả Lục Tốn, Chu Du. Ôi, húc phát chết ông Triệu Vân. Hỏa thiêu lý. Gì vậy? Ôi, chơi cái này ai chơi? Chơi này thì một đẩy xong hết rồi ai chơi? À đủ. Vì. Thôi xong. Nhất phu đương quan. Chơi này ai chơi? Cam Ninh vẫn sống nghe anh em ơi. Ồ, không chắc đã thua đâu anh em ạ. Ồ. Gắt nhờ trừ 200 điểm. Ui, hất tung ui. Cái gì vậy? Ui, trừ nộ kìa. Ui. Đây là bị út lực chiến anh em ạ. Bị út lực chiến nhiều quá. Bị út mất 20 mấy triệu á. Thế nhưng mà cũng như công nhận là cũng kinh khủng anh em bạn, húc phát chứ con Triệu Vân á, sau một mình con Trương Phi nó gánh hết luôn. Đam 30.9%. Thôi rồi luôn. Con chim của bảng thống nó bắn cũng đau nữa. Ok, mình sẽ ra mình ở đây để xem có tem quần được không. Tem quần thì có một ông 100 triệu. Hơi yếu một xíu anh em ạ. Tem ngụy thì nãy BK rồi. Ok, BK hảo hữu nha anh em nha. Thử xem cái ông nào ông Ngô nào không. Đây ông Ngô này anh em ơi. Tốn sách 5 sao này. 159, 160 thì cũng tranh mất 10 triệu. Đây để mình thử nha anh em nha. Vẫn cái đội hình đại như vậy đi. Để xem như thế nào. Ui, bên kia chơi cả Lục Tốn cũng chơi cả Lục Tốn cả. Ui ôi, nhảy phát chết luôn con Hoàng Nguyệt Anh. Phong Nguyễn Tàn Vân. Ui, một phát. Ui, một phát chết hết à. Đủ một cái chết gần hết luôn anh em ạ. À đây xem nào. Xem con ui, hoàng sợ chạy về thôi. Anh em xem nào. Trừ 200, trừ 50, trừ 50 liên tọa. Trừ 100 bao nhiêu. Ui, trừ liên tọa anh em ạ. Trừ nổ liên tọa luôn. Trừ 400, 200 các kiểu luôn anh em ạ. CC cũng khá là nhiều. Bị út mất 10 triệu nha anh em nha. Để mình thử kiếm cái tem khác xem. Tem Đông Ngô khác xem. 192. Ui, tem này thì nó đánh trâu lắm. Đây này anh em ơi. Miền Thống Lĩnh này, Thượng Quan Nghiên này. Cam Ninh 32 cũ này, Lục Tốn 37 cũ này. Đâu ông đấy đâu nhỉ, để mình BK thử này anh em xem. Lục Tốn, Thượng Quan Nghiên các kiểu này. Đó, bên kia chơi Thượng Quan Nghiên đã có cái hiệu ứng đẩy lùi á. Đó, giảm nộ anh em ạ, quên, chậm mất cái nhịp nộ. Ui, thả độc phát chết hai con. Quân Tảo Thi Quân. Thiên Canh Phong Hoa. Ui, cái gì vậy, chết luôn anh em ơi. Thôi xong, trận này Lục Tốn nó xả kinh quá anh em ạ. Ôi rồi luôn, trận này Lục Tốn nó xả. Thôi. Bay, tem đấy có Thượng Quan Nghiên nó làm chậm mất cái nhịp hồi nộ. Làm đứng đơ một đoạn thời gian lúc đầu á. Nhược Hy này anh em ơi. Thử BK với ông Nhược Hy này phát nha. 173 đấy. Tân Hải Tặc. Ok, thử một chút nha anh em nha. Phát này thì độc sợ Lục Tốn nó xả phát chết hết thôi anh em ạ. Ui, chết con Lưu Bị, chết con Men luôn anh em ạ. Ui, một cái ulti chết gần hết luôn. Ngắt thế nhở. Chết gần hết anh em ạ. Ui, chết luôn. Ui, trận này xong, trận này coi như là cũng xong anh em ạ. Không làm được cái gì. Thôi xong. Cảm thấy thục BK với Ngô cũng cảm thấy nó cứ kiểu như là nó kiểu như bị bắt phí anh em ạ. Bị bắt bài kiểu gì ấy anh em ơi. Để xem nào. 150, 153 này. 163 này. Đâu rồi? 100 bao nhiêu nhỉ? 183. Tranh mình mất 13 triệu lục chiến à. Chốt luôn. Bên kia có Tôn Sách 6 sao, Chu Du 6 sao. Ôi, xong rồi. Có cả con Kim Dược Hổ. Công nghệ người ta đầy đủ luôn rồi. Quyết nhất tử chiến.
Một nhảy gần chết hết luôn anh em ạ. Một cái thuyền gần chết hết luôn. Thật tung liên tội luôn anh em ạ. Rồi xong rồi, trận này xong rồi. Còn tổ sách còn trâu quá. Ui ôi đẩy, ui ôi. Con chu du này nó không sốc đa mạnh bằng con lục tốn anh em ạ, thề luôn. Đó, trận này út vẫn mười mấy triệu lục chiến mà cảm thấy nó cứ kiểu gì ấy, nhưng BK với thuần ngô thì kiểu như khoai khoai kiểu gì anh em ạ. Lục tốn nó xả một cái chết hết luôn, kiểu như bất lực anh em ạ. Nói chung là có chơi cái con trương phi này thì nó cũng không có cái gì nhiều anh em ạ, không có thay đổi gì á. 176 triệu này từ chu du với lại thượng quan nghiên lục tốn á. Đủ tem này nó xả cho một cái thì thôi rồi, lượm ơi luôn, thấy mã luôn anh em ạ, khỏi nghĩ luôn. Đúng, mình thấy đọc kỹ năng của con trương phi thì trâu thật, thế nhưng mà khi mà vô bk thực tế á, thực tế đánh nhau á thì nó cứ tù tù kiểu gì anh em ạ. Với lại tục tầm này á thì nó cứ yếu yếu kiểu gì á, chắc phải mix tạ từ và mới được á, chứ còn con trương phi này nó cũng chỉ là con tanh, nó cũng không ăn thua. Không biết anh em chơi đam mê chơi chơi thục thì không biết thế nào, nhưng mình cảm thấy nó cứ yếu yếu anh em ạ. 183 miền Cam Ninh này, thì cả thử trận nữa cho anh em xem. Theo cá nhân của mình á, theo ý kiến riêng của mình á, thì đọc kỹ năng rất chi là khỏe nha, thề luôn á, đọc kỹ năng rất chi là khỏe luôn. Thế nhưng mà nó cứ có một cái kiểu gì á, vô trận đánh nó cứ tù tù mà nó kiểu gì anh em ạ, chưa kịp skin đã chết rồi. Nó trận này bị út lực chiến quá nên là cũng không ăn thua. Bên họ chẳng mất tí máu nào cơ, thêm đi khám lọ này để xem là thục với thục BK như vậy thì ok rồi. Thục với ngụy thì cũng khá là ổn, nhưng mà thục với thuần ngô á thì BK nó cảm thấy nó bất lực anh em ạ. Nói chung là CC của nó rất chi là nhiều anh em ạ. Giảm nộ này, choáng này, khiêu khích này, lại còn có thêm cái hiệu ứng sợ hãi của thần binh anh em ạ, hiệu ứng kỹ năng thần binh á. Đó, thế nhưng mà nói chung là mình, nếu mà theo ý kiến riêng của mình á thì anh em chơi con này thà anh em chơi con ngụy riêng cũng được anh em ạ. Tại vì thêm một cái vị trí tanh thôi mà, thì nuôi ngụy riêng nó sẽ tốn ít tài nguyên hơn, nó dễ nuôi hơn. Còn không anh em đủ điều kiện nuôi con trương phi này thì anh em cứ nuôi khá là ổn anh em ạ. Đó, nhưng mà chỉ sợ anh em không đủ điều kiện thôi, tại vì con trương phi này thì thần binh 6 sao này, mà trong một tem mà có hai con với ba con tư chất 16 thần binh 6 sao thì nó khá là khó anh em ạ, đối với anh em nông dân. Đó, thì ngụy riêng cũng là một cái lựa chọn khá là ok. Hoặc là anh em có thể mix tả từ này, hoặc là có thể chơi Hương Duy bằng thống. Đó, còn con mã siêu á thì chắc phải lên mạch kim thì mới chơi được anh em ạ. Mạch kim á thì nó có auto 5 giây là dựng khiên á, vĩnh viễn luôn anh em ạ, không phải đợi. Đó, thì nó sẽ ok hơn. Còn con trương phi này theo ý kiến riêng của mình thì nó khỏe thì khỏe thật, nhưng mà cảm thấy nó cứ tù tù anh em ạ. Như vừa nãy anh em vào trận thấy á, con Triệu Vân vừa mới đẩy phát là coi như xong luôn, Cam Minh nó đẩy phát là coi như chết luôn. Còn mỗi con trương phi nó cũng được ăn một cái nộ là xong anh em ạ. Thục đang kẹt là 135-5, đó, khá là ok. Mà tự động lên làm phát này. Ui, một chém thôi xong, một chém chết luôn anh em ạ. Thế thì đấy là một số ý kiến riêng của mình em ạ. Anh em mà cảm thấy ok thì có thể tham khảo những cái cách bui như này em nha. Cũng khá là ok với chơi một kim thôi, khá là ổn anh em ạ. Thế nhưng mà mình thấy anh em chơi con ngụy riêng thì sẽ ok hơn. Nó chơi con trương phi này thì cảm thấy nó cứ ú kiểu gì anh em ạ. Đó. Thế thì thôi, cái clip của mình coi như là kết thúc ở đây anh em ơi. Hôm nay thì review kim trương phi, nói chung là nó không được thể hiện gì nhiều lắm anh em ạ. Nhưng mà để đọc kỹ năng của nó thì cũng là một cái vị tướng tanker khá là cứng cựa, và cũng là hàng trước khá là uy tín của tem thục anh em ạ. Anh em có thể bui vào để tham khảo cũng như là để đánh thử BK thử với các nước. Với ngụy với thục thì cũng khá là ổn, BK cũng là 5 ăn 5 thua. Thế nhưng mà BK với ngô thì cảm thấy nó bất lực kiểu gì anh em ạ. Đó, anh em có thể tham khảo anh em nha. Ở hiện tại meta bây giờ thì ngô nó vẫn rất chi là bá, không thể phủ nhận anh em ạ. Lục tốn nó xả một cái coi như bay sạch luôn. Nó thì thôi, clip của mình kết thúc ở đây.
anh em đi qua mà cảm thấy thú vị, cảm thấy ok thì cho mình xin một like, một lượt đăng ký ủng hộ mình anh em nha. Trong quá trình mình làm clip mà có cái điều gì sai sót thì cũng mong anh em góp ý cho phần bình luận, giúp mình hoàn thiện hơn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mình là Minh Anh. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em. Bye bye.